đấy nhá, đây là các đoàn ô cốp có hai con tàu để đi như thế là hồ Ba Bể để tham quan rất là mạnh mẽ đấy. Đây là đang đua tàu đấy, đây này đấy, còn anh em ô cốp Quảng Ninh ấy đấy, cảnh rất là đẹp nhá, thiên nhiên tuyệt vời luôn. Anh em nhìn này, tàu chạy rẽ nước chạy tuyệt vời luôn nhá. Đẹp chưa, tuyệt vời luôn. Ôi trời ơi, trời như mưa mưa rồi. Chúc các bác một ngày du lịch vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Xin chào.